Sản xuất Cam Di, biên kịch Liên Kiều, đạo diễn Châu Tập Thành, chế tác Diên Phi Vũ, Đặng Quốc Kỳ, Du Chiêu Húc, giám chế Mã Tiêu Nam. Với sự tham gia của các diễn viên Kim Thần trong vai Bộ Manh, Uông Đông Thành trong vai Uông Lâu, Lưu Áo Quy trong vai Trần Thế Sản, Hà Nhất Giao trong vai Ngôn Phi, Hàng Cửu Nặc trong vai Phúc Tần, Mễ Na trong vai Kiều Quý Nhân, Trần Đức Tu trong vai Bộ Quý, Trì Linh Linh trong vai Trần Diên Nghĩ, Cao Ngọc Khánh trong vai Ngô Duy Dung, Chu Bân trong vai Bảo Quốc, Lưu Quang Lân trong vai Liễu Cẩn Ngôn, Lưu Quý Sâm trong vai Thái Thái Hiền, Ôn Đông Hải trong vai Thập Bát Sát, Trương Hải Vũ trong vai Hà Chí Liệu, Trần Gia Nhiên trong vai Thái Hậu, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Mành Phì Giá Đáo. Của ai vậy? À, con gà tối qua ta bắt được trên nóc nhà đó mà. Gà? Ủa? Đây là con gà của ta. Gà của ta. Ca ca vừa tặng nó cho ta nhưng mà nó đã chạy mất. Nghịch ngợm thật đó. Ca ca, sao Quỳnh ấy lại tặng con gà cho cô chứ? Đúng đó. Mấy con này hầu diện người thiên phòng có thiếu gì? Nè, không không không, mọi người hãy nhìn cho kỹ. Đây là gà được nuôi theo phương pháp đặc biệt. Mọi người cảm nhận nó và gà thông thường có gì khác nhau hay không? Có nguyên liệu riêng hả? Nhìn kỹ. Mùi đã nhìn ra rồi. Lông của nó rất là sáng, giống như có bôi một lớp dầu. Đôi mắt của nó cũng rất là sáng, giống như đang phát sáng vậy đó. Mùi đang nói tới con cú mèo. Tóm lại nó không giống con gà bình thường. Theo các tỷ, nó có phải là gà trời hạ phàm không? Cưng, đó là Phượng Hoàng. Muội liên tưởng hơi xa rồi đó. Rõ ràng nó chỉ là một con gà bình thường thôi mà. Nè, ta kể cho cô nghe nha. Con gà này, trước đây có lần nó bị con chồn tha đi. Nó ở trong chỗ của con chồn, ở đó suốt mấy ngày, nhưng không bị mất một cọng lông nào rồi trở về. Có thể chết đi sống lại hả? Hiếm có lắm đó. Không chỉ như vậy, con gà này hoàn toàn khác với các con gà khác. Những con gà khác sáng dậy tối ngủ rồi ăn uống. Nó sáng ngủ tối thức tự mình đi tìm sâu bọ. Cho nên ca ca ta quyết định nuôi nó. Trời nóng đưa nó đi phơi nắng, trời lạnh đưa nó đi bơi. Hả? Gà mà cũng biết bơi sao? Nó biết bơi. Với lại nó rất thích đuổi mèo đuổi chó, chạy tán loạn lên. Nó dư nhiều năng lượng lắm nên mới có thân hình rắn chắc như vậy. Sau khi nghe được câu chuyện về nó, hãy nhìn nó cho thật kỹ. Đẹp trai không? Có. Với lại thịt của nó bảo đảm vừa ngon vừa ngọt, lại thơm nữa.
thiệt tình. Lao nước miếng đi. Con gà đặc biệt như vậy, có ăn thì cũng phải dâng cho hoàng thượng ăn chứ. Đúng không anh? Ta không cho người đó ăn đâu. Trời đất ơi, hai người đừng làm mặt lạnh với nhau nữa có được không? Cô Tô Duyễn đó rõ ràng không có đáng gì hết. Cô dâng con gà ngon này lên cho hoàng thượng, coi như là cả hai đường lui, tạo cơ hội giảng hòa phải không? Cô tốt thì mọi người cũng tốt theo có phải không? Hả? Gà đã đến miệng rồi mà cũng bay mất tiêu. Mạnh Mạnh, nghe nàng nói như vậy thật tình là Trẫm nuốt không nổi. Nếu Trẫm ăn con gà ái phi yêu mến thì không phải là bậc minh quân. Không nè, ăn nè, gì nè, nè. Sao nàng lại trở mặt nhanh quá vậy? Dù nàng đem thuốc độc đến, Trẫm cũng sẽ ăn hết không để lại miếng nào. Đó là sức hấp dẫn của Mạnh Mạnh. Đừng tưởng nói như vậy thì thiếp có thể vui nha. Vậy phải làm sao thì mới có thể khiến nàng vui? Hay là gì? Trẫm đúng nàng ăn gà. Nè. Người ăn trước đi. Đồ ngon nàng ăn trước đi. Người giỏi người ăn trước. Nàng ăn. Người ăn. Được rồi, Trẫm ăn trước. Ngon quá đi, ngon quá đi. Đó ngon thiệt. Ngon quá đi. Trẫm chưa bao giờ được ăn một món thịt gà ngon tới như vậy. Thịt ngon vậy còn rất ngon. Hương vị thật sự rất tuyệt vời. Vậy vậy của Trẫm như trường giang hội tụ muốn giành chống dùng quà nó ngay. Nên rồi Trẫm từ đầu đến cuối tuổi trong mà là thèm ăn tới mức này. Trên đời này không có bất cứ tư tưởng nào có thể hình dung ra con gà này. Được hoàng thượng khen ngợi như vậy thì đây đúng là một con gà tuyệt vời luôn. Mình Mình, nàng xấu quá, xấu quá đi. Tự nhiên sau này Trẫm không được ăn con gà ngon như vậy nữa thì Trẫm phải làm sao đây? Tại sao Trẫm lại rơi nước mắt vậy? Chắc là hành rồi. Trước khi cho vào lò thiếp đã nhét rất nhiều hành vào trong bụng con gà. Chính là hành. Chính hành đã làm cho thịt con gà ngon tuyệt vời. Thịt gà này nó đã làm cho Trẫm hồn tiêu phách tán rồi. Ngô Duy Dung, có Mình Mình dân con gà con cọc, mau đưa nàng ấy đến kho châu báu. Cho tùy ý lựa, tùy ý lựa. Nàng muốn lấy bao nhiêu, Trẫm cũng đều cho nàng hết. Ngô Duy Dung, mau đưa đường đi lấy châu báu mau lên. Đa tạ hoàng thượng. Đi đi đi. Rõ. Đi đi đi. Gà trời ngon quá đi. Được ban thưởng nhiều như vậy không biết là chuyện gì. Sao nhiều người quá vậy? Không biết là hoàng thượng. Trời đất ơi, sao nhiều quá vậy? Có một số người vô cùng thông minh. Nói vậy là sao? Mọi người đều đang lo lắng hoàng thượng bận rộn chính vụ, không một ai dám tới gần vì sợ quấy rầy hoàng thượng sẽ khiến hoàng thượng chán ghét. Nhưng mà có một số người hay làm trái với quy tắc, dâng món ăn gì đó hoàng thượng yêu thích. Kết quả mới được ban thưởng như vậy. Quả nhiên, muốn giữ được trái tim của Nam Nhi thì phải giữ được dạ dày của Nam Nhi. Dâng món ăn yêu thích lại được thưởng nhiều như vậy, hoàng thượng rộng rãi khiến người ta không còn lời gì để nói. Chiều này đâu có ai mua độc quyền đâu chứ. Nếu như cô thấy ngưỡng mộ thì có thể học làm theo mà. Ai thèm học theo cô ta chứ. Bắt chước người khác đúng là một trò cười. Thủy Bình chắc chắn muốn học rồi. Đừng nói bậy, ta không có học đâu. Y quý nhân muốn học theo không? Bụi chỉ biết thơ văn tao nhã. Nữ tử giống như bụi đây sẽ không bao giờ làm ra những chuyện giảm dí.
ảnh hưởng khí chất. Đúng đó, ai thèm học theo cổ sẽ làm mất giá trị. Đúng đó, chỉ có kẻ ngốc mới học theo cô ta. Đi thôi. Một đám ngu ngốc, dành mà cũng không biết dành. Lần này lại để Mạnh Phi hưởng lợi rồi. Trời ơi, đẹp quá đi à. Ta nói có hay không? Dạ dày và tim rất gần nhau. Đây là chiêu đồ ngon tấn công tim. Mạnh à, lần này cô đã thể hiện rất là tốt đó. Có thể chấm 90 điểm đó. Điểm cao nha. Nè, tại sao tỷ ấy lại bị trừ 10 điểm? Thiếu sự nỗ lực. Ta đem dân thịt gà tới đó, còn cần phải nỗ lực gì nữa? Hoàng thượng cảm thấy ngon, lúc người nói sẽ ban thưởng cho cô. Cô phải giả bộ đúng điệu từ chối, rồi nói không cần, không cần. Bởi vì nụ cười của hoàng thượng là phần thưởng lớn nhất dành cho thần thiếp rồi. Rồi sau đó hả, cô một mình về đây là được rồi. Nhưng mà cô á, đã lấy nhiều đến như vậy, 800 năm chưa thấy sao? Cô thấy rồi, vậy cô mau tháo những chiếc vòng đó ra đi. Thiệt tình, nhận cũng đã nhận rồi, ta đeo thử làm gì ghê vậy? Không cho nó sự thật sao? Nè Manh, ta nghe nói hoàng thượng ăn gà rồi vẫn muốn ăn nữa. Nhưng con gà đặc biệt đó chỉ có một con thôi, vậy phải làm sao? Đúng ha, vậy phải làm sao đây? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cái này do chính tay ta hầm suốt một đêm mà có. Công công, ông làm ơn đi mà. Ây chà, hèn chi ta thấy hai mắt sưng húp luôn rồi kìa. Thì ra hầm suốt cả đêm, giả dối. Thì cô cũng tới đây đó. Ta bất chợt tới đây thôi, đâu có giống cô. Hầm canh suốt đêm qua. Trong lúc này, mùi muốn mượn ý thơ đi thức tỉnh hai tỷ. Sinh ra cùng một gốc, sao nỡ đốt thiên nhau. Thôi 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 thôi. Các nương nương bình tĩnh, bình tĩnh ha. Không phải là lão nô không cho các vị vào trong. Điểm mấu chốt chính là trong vòng một nén nhang đã có 3 tốp người tới rồi. 3 tốp người? Bây giờ hoàng thượng đã ăn không nổi nữa ha. Bây giờ các vị xin hãy đem hết về đi ha. Xin nhận tấm lòng, xin nhận tấm lòng. Công công, cho ta hỏi thăm một chút, những người tới đây đều được hoàng thượng ban thưởng hết phải không? Hình như là không có. Hả? Tại sao lại vậy chứ? Bây giờ hoàng thượng thấy phiền phức lắm. Quan trọng nhất là không có ngon. Vậy đó. Nè công công, đi thôi, chúng ta đi về thôi. Thiệt tình. Ý, Mạnh Phi nương nương. Cô cho ta hỏi một chút, món gà nướng đó của cô có bí quyết gì hay không? Cô cũng biết nó đó là bí quyết. Đã là bí quyết, dễ dàng nói cho cô biết thì còn là bí quyết sao? Cô hỏi gì? Khác nào đang làm khó Mạnh Phi nương nương. Không làm khó, không làm khó. Cách làm chính là cho vào bụng gà một ít nguyên liệu, nướng chín 8 phần thôi. Nhớ kỹ, chỉ nướng chín 8 phần thôi. Hơn 7 phần một chút, 9 phần sẽ bị dai. Đảm bảo thịt gà nướng ra da giòn thịt mềm. Muốn ăn không luôn cũng được, muốn ăn với nước chấm cũng được luôn. Tốt nhất là dùng giấm lâu năm để làm nước chấm. Đúng là ngon tuyệt. Mình phi nương nương khẳng khái thật đó. Đúng đó, đúng đó. Quá khen, quá khen. Phục vụ cho mọi người đó là nguyên tắc của ta. Thôi ta đi trước nha. Cái gì? Đáng tin không? Có tỉnh táo không vậy? Ở trong cung thì làm gì có ai sẵn sàng chia sẻ bí quyết của mình chứ. Tốt bụng như vậy, sao cô ta không đi làm từ thiện đi? Có âm mưu. Đúng, cô nói vô cùng có lý. Chắc chắn không đáng tin, chắc chắn là có âm mưu rồi. Các vị nương nương cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Ấy chà, là Tô cô nương. Tô cô nương, Tô cô nương. Vậy cô có ý gì hay không? Đúng đó. Không giấu gì các vị, liên quan đến chuyện đằng sau con gà đó, ta đã nghe ngóng rất kỹ càng rồi. Các vị có thể học làm theo. Thật không, thật không, không. Nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Cứ bình tĩnh, tôi sẽ từ từ nói các vị nghe. Thì ta đã tiết lộ phương pháp nuôi gà cực ngon, nhưng mà chưa chắc là họ hăng hái làm theo đâu. Nuôi gà khó, nuôi gà ngon khó, nuôi được gà cực ngon càng khó hơn đó.
ta đưa người đi không bán đây. Tiểu bảo bối, ta đưa người đi hóng gió, bắt bướm, ngắm hoa đào, tâm trạng tốt thì thịt sẽ ngon. Từ đây trở về sau, ngươi chính là chỗ dựa của ta đó. Có phải là ta hoa mắt không? Không có. Y quý nhân bây giờ không đi ngắm hoa mà chuyển sang ngắm gà luôn. Nè 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 nè, lên bậc thềm, cố lên cố lên, chạy mau chạy mau chạy mau, nhanh lên đi, cố lên, nhanh lên đi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên, mau ấm lên cho ta đi. Người hãy nghe rõ này nha, người phải cố gắng tập luyện có biết không? Không thể dời núi, không thể dời non, mỗi ngày không đi 25.000 dặm cũng không có gì to tát, ít ra cũng phải đi 5 cây số chứ, có đúng không? Người phải trở thành nhất đại danh gà đi trong bụng của hoàng thượng. Ta không nghe lầm không? Có nghe không? Cố gắng có biết không? Nè bỏ xuống. Cô không có nghe nhầm đâu. Dương Tịnh vừa chơi với gà lại vừa tâm sự với gà. Cô ta bị điên sao? Nè mau ôm nó lên. Trời ơi tiểu bảo bối, phải ngoan đó nha. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ chăm sóc người thật chu đáo, sẽ nuôi người trở thành con gà hoàng mỹ, làm hài lòng khẩu vị của hoàng thượng. Ta xoa bóp chân cho người, rồi cho người ăn đông trùng hạ thảo. Ta có được sủng ái hay không đều nhờ vào ngươi. Ngươi phải ngoan đó tiểu bảo bối. Xoa bóp. Có phải là ta? Cô không có nghe lầm, cũng không hề nhìn lầm. Chắc là ta ngủ không đủ giấc. Để ta về ngủ một giấc mới được. Cô gấp gì chứ, ở lại coi chút nữa đi. Có gì hay ho thì nhìn đâu. Rõ ràng là bị người ta cướp mất mỹ quyến rồi. Trái tim của ta nó đau quá. Người đang đau tim là ta mới đúng chứ. Cô hãy nghe nhiều, nhìn nhiều, hối hận nhiều chút xíu. Sau này sự việc này, hãy nghĩ cách gì bù đắp cho ta đi. Ai nói chị biết thơ văn tao nhã, không bao giờ nuôi gà vậy? Mùi cũng không quên ai đã nói nuôi gà làm hạ thấp giá trị, sẽ không bao giờ nuôi gà. Thì cũng thường thôi. Nguyên tắc có thể phá vỡ, hạ thấp thì có thể nâng lên. Ta đã hạ thấp thân phận để trải nghiệm, nhưng không ngờ các người kiên quyết nói không nuôi gà, giờ cũng ham hố nuôi làm sao. Hai người hiểu lầm rồi. Ta hoàn toàn không có nuôi gà, nó là thú cưng của ta. Thì xem gà là thú cưng, tại sao không nuôi con khác đi? Thì tiếp xúc với nhau, đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn. Ta nuôi con mèo con chó rồi nổi giận với chúng, trút bực dọc vào chúng. Mọi người sẽ nói ta không có nhân tính. Nhưng bây giờ ta nuôi gà, ta thấy bực, thấy phiền thì ta đem nó đi hầm canh. Chồng ta tức thì ta bứt lông nó đem đốt, cũng không ai nói được ta. Đừng có mở mắt nói dối, ai mà tin chứ. Được rồi, ta không giải thích nữa. Chúng ta đừng ai cười ai nữa. Bây giờ tin tức đã lan rộng rồi, phi tần nào cũng tham gia chuyện này. Chúng ta phải biết thông cảm cho nhau. Ta không tài nào hiểu nổi. Lúc nãy ta thấy có một kẻ ngốc còn đang dạy phép tính cộng trừ 10 cho gà. Đúng là điên hết sức mà. Ngay cả Ngọc Đế cũng không hiểu nổi. Dạy phép cộng trừ thì có là gì? Ta còn thấy một số người dạy gà dẻ nữa đó, dạy được 5-6 bức rồi đó. Thiệt tình, mọi người đang dùng cách riêng của mình để chăm sóc gà. Mục đích chính là muốn cho chất lượng mùi vị thịt gà thơm ngon hơn một chút. Làm sao rồi? Gặp gà ai? Để cho hoàng thượng biết, bởi vì bọn họ đang học theo cách của ta. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu ta. Đi mau, đi mau, thôi thôi, đi đấy mau. Chạy qua bên này đi, bên này nè. Lại xong rồi. Đánh nhau đi, bắt con nè. Đánh đi, chúng ta đi. Hey, Minh Phi nương nương. Nương nương à, người tới đây tìm hoàng thượng có phải không? Nhảm nhí, chẳng lẽ tới hỏi ngươi. Hoàng thượng đang làm gì?
Nương nương, không phải nô tài trách người đâu. Người không quan tâm hoàng thượng chút nào hết. Hàng ngày vào giờ này á, thì hoàng thượng sẽ ngồi đọc sách ở ngự thư phòng mà. Mọi người ai cũng biết hết á. Nói móc ta hả? Nô tài không dám. Nương nương, người mau đi đi. Nếu không coi chừng có người chặn lại đó. Còn ai thường xuyên tới tìm hoàng thượng nữa? Thì là Tô cô nương đó. Ngày nào cũng tới hết. Xiên tới hơn nương nương nữa kìa. Có phải ngươi bị bệnh không? Ngô phi nương nương, Tô cô nương, lúc nãy chuyện ở ngự hoa viên người có nhìn thấy không? Những chuyện như vậy làm sao thiếu ra được chứ. Đương nhiên thấy rồi. Vậy người có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì chứ? Trời ơi, tôi hiểu con người của nương nương. Người thích nhất là phát minh ra những trò chơi mới. Người luôn rất hứng thú với những chuyện mới mẻ này. Trước đây khi tôi đi tới nước khác, nghe được một cách kiếm tiền rất dễ. Không biết nương nương có hứng thú nghe không? Vô cùng hấp dẫn. Nói ra nghe thử. Theo như tình hình hiện tại, các phi tần trong cung đều muốn có một con gà có thịt hợp khẩu vị của hoàng thượng. Nhưng mà họ không có khả năng và điều kiện. Chỉ bằng chúng ta thành lập một trại nuôi gà, nuôi một số gà, cho người đầu tư tự do chọn lựa. Chỉ cần họ quyết định bỏ tiền đầu tư con gà đó, thì cột bảng tên người đầu tư dưới chân của con gà đó. À, ta đã hiểu rồi. Cũng có nghĩa là con gà được đầu tư sẽ vào miệng của hoàng thượng, sau đó được hoàng thượng khen ngợi và ban thưởng, xem như là lợi nhuận của việc đầu tư. Đúng vậy, người đầu tư sẽ kiếm được tiền, chúng ta cũng kiếm được tiền trong đó. Không phải là dạng cả đôi đường sao? Tô Duyễn, cô thật sự khiến ta vô cùng bất ngờ. Cô quá thông minh. Nhưng mà còn chỗ để nuôi gà? Chuyện này thì ta có khách á. Đi, ta đưa cô đi tìm người hợp tác. Không làm lỡ chuyện tốt của người đó chứ. Nghe nói Tô cô nương ngày nào cũng tới, gặp người tới ghiền luôn rồi. Cô ấy làm theo lời mẫu hậu, đem thức ăn tới thôi. Hôm nay đem bánh củ năng tới, nàng có muốn dùng thử không? Chắc chắn do chính tay cô ta làm, sao thiếp dám đụng tới chứ. Hoàng thượng thích thì ăn nhiều một chút. Trẫm không có thích món ăn này, nó ngọt quá. Trẫm chỉ thích ăn loại chua chua và ngọt ngọt thôi. Nhưng nàng đó, mỗi lần nàng tới chỉ nói có vài câu rồi đi, làm chút chuyện. Nàng nói không có thời gian. Thật ra thì có chuyện gì hấp dẫn hơn trẫm vậy? Hey, thôi được rồi, thôi được rồi. Thiếp tới là có chuyện nghiêm túc muốn nói với người đây. Nàng cũng có chuyện nghiêm túc sao? Đương nhiên rồi. Bởi vì người thích ăn gà ngon giống lần trước, bây giờ các phi tần trong cung đều nuôi gà hết, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Phải làm sao bây giờ? Cứ để cho họ nuôi gà đi. Các phi tần có sở thích này cũng tốt lắm. Nàng nói có phải không? Hay là chúng ta cùng nuôi một con đi. Thái Hiền. Nương nương. Thiệt tình á, thôi ngài đừng hành hạ con heo đó nữa. Nuôi một năm rồi không thấy lớn gì hết. Nè, bây giờ ta đang có chuyện này hay lắm đó. Kiếm được rất là nhiều tiền, có muốn tham gia không? Tiền ha? Nhưng mà nương nương ơi, nương nương vừa nói gì vậy? Thần được phục vụ cho nương nương, đó là vinh dự, cậu còn không được. Lợi nhuận sao vậy? Nhưng mà nó có nguy hiểm lắm không? Lợi nhuận sao đảm bảo là cao, nguy hiểm không có đáng kể. Mà nè, có chuyện tốt lành dữ vậy sao? Đúng, ta dự định lập trại nuôi gà và quyết định đưa tất cả gà vào nuôi ở phía sau ngự thiên phòng. À, chuyện này thần hiểu. Thần cũng có một bằng hữu, người đó chuyên bán gà, vào nghề cũng khoảng hơn tháng rồi đó, được 380 lượng. Người đó xếp ngân lượng đầy trên bàn, ai nhìn thấy cũng qua mắt hết trơn. Trong lúc nghiêm túc này đừng có mở to mắt nói dối nha. Thần đâu nói dối đâu, thiệt á. Nhưng vì người đó bán gà bệnh, bị người ta đánh cho què giò còn phải bồi thường. Ê, nương nương, mời ngồi. Tóm lại là thần không muốn kiếm tiền giống như người bằng hữu đó đâu.
Không biết cái cách mà người nói là như thế nào ha. Què tay què giò là thần không làm đâu nghe. Tuy thần rất mê tiền nhưng quý mạng sống hơn. Trời ơi, yên tâm đi, chuyện này không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Vậy thì còn được. Ngài chưa nghe gì sao? Bây giờ trong hoàng cung, các phi tần ai cũng muốn nuôi một con gà có thịt thiệt là ngon. Ai cũng có nhu cầu hết, nhưng lại không có điều kiện. Nên nương nương muốn tập trung gà nuôi ở chỗ của ngài. Đến lúc đó cho họ tự do chọn lựa đầu tư con gà nào. Đầu tư con gà, rồi sau đó căn cứ theo số tiền đầu tư khác nhau có thể lựa chọn những hạng mục phục vụ khác nhau. Ví dụ có thể lựa chọn giống gà nè, lựa chọn nuôi chung hay là lựa chọn nuôi riêng, thức ăn mỗi ngày là con dung hay là nhân sâm tuyết liên, thời gian vận động mỗi ngày dài hay ngắn, lên lớp thì dạy kiến thức gì, tan học nghe kể chuyện hay là nghe hát. Rồi đến khi con gà nó lớn lên, chúng ta có thể đưa ra các hạng mục như là tỉ lông làm đẹp, cụ thể là do ngài trực tiếp làm đó. Mà nè, hình như tất cả do thần làm hết sao? Nè, có một số hạng mục kiến thức của ngài hạn chế không thể làm được, vậy thì do đích thân ta ra tay đó. Vậy đầu tư để làm gì? Nếu muốn ăn gà thì ra ngoài mua thiếu gì chứ? Làm gì chứ, có phải ngài đần độn không? Những con gà nuôi theo cách này á, trong ngoài đều ngon, mùi vị của nó sẽ khác hơn so với những con gà bên ngoài, thịt của nó đặc biệt hơn, thơm mịn hơn đó. Ngài vẫn chưa ăn qua mà. Trước đó Minh Phi đã dâng cho hoàng thượng một con gà đá có kinh nghiệm lâu năm. Hoàng thượng chỉ vừa mới ăn vào một miếng thôi, cảm động đến rơi nước mắt luôn đó. Chỉ một con gà nhỏ xíu thôi đã được ban thưởng cả đống châu báu đó. Có điều nương nương ơi, thần học hành ít lắm mà, đừng bao giờ gạt thần đó nghe. Gạt làm gì? Chuyện này là thiệt 100% đó. Chẳng qua ta chỉ thêm mắm dặm muối một chút xíu mà thôi. Chỉ một chút xíu thôi. Người đầu tư thì lấy con gà nuôi đặc biệt dâng lên cho hoàng thượng. Đời sau khi hoàng thượng dùng xong, người cảm thấy ngon thì sẽ lập tức ban thưởng. Như vậy tiền đầu tư vào con gà có thể thu lại được rồi. Người đầu tư có tiền, bọn ta cũng có tiền, ngài cũng có tiền luôn, ba lợi. Được đó, thần thấy thú vị, thần sẽ tham gia liền. Nè, vậy ba chúng ta là người hợp tác cung đình. Người hợp tác 1, 2, 3, kiếm tiền. Bọn ta đi trước nha. Được. Ê, đúng rồi Ngô Phi nương nương, Tiểu Nhuyễn có một việc thỉnh cầu. Cô nói đi. Tôi thấy chuyện này tạm thời chúng ta khoan nói với Mạnh Phi nương nương có được không? Người cũng biết mà, Mạnh Phi nương nương có chút hiểu lầm với tôi. Đây là chuyện tốt dễ kiếm tiền, bị quỷ bỏ thì đáng tiếc lắm. Vậy nương nương hãy giữ bí mật, đừng nói là có tôi tham gia. Không thành vấn đề. Đi thôi. Ủa, sao buổi sáng hôm nay không thấy Nguyễn Ngôn đâu hết vậy? Đừng nhắc cô ta. Bây giờ cô ta chỉ quan tâm đến việc nuôi gà, hợp tác với Thái Thái Hiền mở trại nuôi gà luôn rồi kìa. Mở trại là gì vậy? Nuôi gà đúng là phiền phức muốn chết của Rinh đó. Hồi là chuyện nhỏ, gà ngốc nghếch gì đâu, dù có nói gì nó cũng không có phản ứng đó. Không phản ứng là chuyện nhỏ, con gà của ta nó không thích vận động, trừ khi ta đuổi nó chạy thì nó mới chạy thôi. Nó không có tiến bộ gì, trái lại ta ốm đi nhiều. Bởi bên đó các vị nên mua gà ở trong trại gà của ta. Các vị bỏ tiền đầu tư, bọn ta cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của các vị. Khi con gà của các vị đầu tư dâng lên cho hoàng thượng thưởng thức, hoàng thượng hài lòng sẽ khen thưởng và ban thưởng. Đó chính là lợi ích thu được. Nếu để gà cho người khác nuôi nhưng mà bọn ta vẫn có thể thu được lợi thì đúng là chuyện tốt mà. Đầu tư không biết có tốt như cô nói không. Nè, để ta nói rõ hơn cho nghe nha. Nè. Nếu thu được lời nhiều thì sẽ rất thu hút đó. Nè, bình tĩnh lại đi. Thu được lời nhiều thì chắc chắn nguy hiểm cũng lớn. Chính xác. Tuy nuôi gà không phải là việc gì lớn lao, nhưng mà thành lập trại nuôi gà dễ xảy ra chuyện lắm. Chúng ta cần phải khuyên cô ấy. Xảy ra chuyện gì được chứ?
Mọi người từ từ nghe ta nói đi. Đầu tư rất là đáng tin cậy, làm sao xảy ra chuyện được chứ? Nếu bây giờ các vị không nhanh chóng quyết định, cơ hội tốt sẽ nhanh chóng trôi qua trước mắt các vị đó. Nếu như xảy ra dịch cúm gà thì phải làm sao đây? Người ta bỏ tiền ra chỉ thu được con gà chết thôi, ai mà chịu chứ? Ai mà chịu? Tai bệnh dịch khó mà phòng tránh được. Mấy năm về trước người ta thích sưu tầm đá quý, chuyện đó nguy hiểm gấp mấy lần chuyện này. Có liều thì mới ăn nhiều chứ. Trong những hạng mục phục vụ gà ở đó thì ngoài việc ăn uống ra, những chuyện khác rất là khó định giá, giá cả không rõ, rất dễ xảy ra chuyện lớn. Giữa người với người quan trọng nhất là điều gì? Là niềm tin. Các vị còn phải tin vào ta. Mỗi một văn tiền của các vị đầu tư vào đó đều được sử dụng cho các con gà mà các vị chọn trước, chứ không có phải rơi vào túi riêng của ta. Nhìn thấy chưa? Mấy lớp da trên mặt Ngôn Phi, đau kiếm chịu thua, không xuyên thủng được. Chuyện gì cũng làm được hết, chuyện gì cũng có thể nói dối. Sao ta lại gạt các vị chứ? Da mặt của ta mềm mịn như da em bé, và nên không bao giờ dám làm những chuyện thất đức đó đâu. Nếu như phát tài thì mọi người cùng hưởng chung. Các vị được hoàng thượng ban thưởng, ta chỉ kiếm chút đỉnh tiền công thôi. Các vị làm hài lòng khẩu vị của hoàng thượng, người đầu tư sẽ kiếm được lời lớn, còn người không đầu tư thì ngưỡng mộ và rơi nước mắt. Có cuộc sống yên ổn thì lại không muốn, cứ ham đi tìm thách thức, chỉ biết có lợi cho mình không có lợi cho người khác. Đúng là bệnh không hề dễ luôn. Bỏ một cuộc sống bình lặng yên ổn để tạo phúc cho nhiều người, tinh thần quên mình chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác, đúng là một người tốt hiếm có đó. Chúng ta phải khuyên cô ấy dừng lại thôi. Các vị tốt nhất đầu tư một ít đi. Chúng ta đầu tư như thế nào? Có mua không? Có mua không? Tiền đầu tư càng lớn thì thu được lợi càng nhiều. Mua mua mua. Ta chỉ có hai yêu cầu nho nhỏ thôi. Thứ nhất, gà của ta thì không được xếp thứ hai. Thứ hai, gà của ta phải đứng hạng nhất. Đây mà là yêu cầu sao? Là vọng tưởng thì có. Cô không coi mọi người ở đây ra gì hay sao? Ta sẽ đầu tư tất cả hạng mục phục vụ, ta đều mua hết. Vậy đi. Ta cũng muốn mua được. Phải đầu tư bao nhiêu mới có người chuyên trách cho gà của ta ăn uống nghe đọc thơ đúng giờ? Thơ là linh hồn, chỉ có gà hiểu thơ ca thì mùi vị mới khiến tâm hồn lâng lâng. Được thôi, chỉ cần là cô chịu chi ít tiền. Đừng nói là đọc thơ nha, đọc cái gì cũng có người đọc cho hết. Có thiệt không? Thật không? Thật không? Vì sao rồi? Cái gì có mua không? Mua nè, có mua không hả? Mua, 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 đừng, 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 có chỉ nói suông thôi nha. Đừng, 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 tiền ra. Đừng, mua, mua. Này, 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 đừng có làm lộn. Đây là mạng ngọc đó. Hả? Còn đó, thanh hạ. Nè, con này, học hữu. Còn con đang ngủ, đức hoa. Thằng thấy con nào cũng giống như con ấy thôi. Sao đặt tên chi cho mệt vậy chứ? Giống như đặt tên cho con gián vậy đó, mắc công quá trời. Ngài hiểu cái gì chứ? Một con gà không được đặt tên thì nó sẽ không làm được chuyện lớn đâu. Nè, mau làm gì đi. Một lát nữa sẽ có người tới chọn đó. Hả? Một lát nữa ngài sẽ viết tên của người đầu tư ở phía sau của tấm biển nha. Lỡ như hai người cùng chọn một con thì phải làm sao? Thì cùng nhau đầu tư, khi được ban thưởng sẽ chia đôi. Vậy thần cũng mua con. Theo người đặt tên gì cho nó thể hiện khí phách đây? Tìm chữ đặt tên gieo quẻ bối toán 50 một lần. 50 văn tiền hả? 50 lượng biết chưa? Ngài không nhìn xem ta có thân phận gì chứ? 50 văn, ngài tưởng ta đi ăn xin sao? Mau làm việc đi. Chuyện tình chuồng ba tớp thứ hai, đức hoa, ăn nhân sâm. Được. Chuồng tư tớp thứ ba, con công đằng tân dị, trang tuyết liên. Còn những con chuồng sáu tớp thứ nhất, tất cả cho ăn dùng. Lần này đầu tư nuôi gà, ta phải đa tạ cô. Công lao của cô không nhỏ đâu. Lần nào cũng do cô đem gà cho hoàng thượng. Hoàng thượng đã để mặt cô quá rồi còn gì. Cười cái gì chứ? Hoàng thượng thực sự rất thích gà. Công công, ông thông cảm cho ta một lần đi. Một nương, lần nương, này thôi. Xin người đừng làm khó lão nô. Xin nữa. Ông đón công công. Tại sao lại không cho ta vào chứ? Nhưng mà lần này ông cho ta vào đi bà, một lần thôi. Canh này ta hầm lâu lắm đây, rồi. Đây là món gì vậy? Là gà. Tiêu rồi. Thôi không được rồi. Như vậy là không được rồi. Tại sao vậy? Hoàng thượng đã nói năm nay năm con gà, người không có ăn gà. Hả?
À, tại sao hoàng thượng không ăn gà? Công công, trời ơi, gà của ta. Nương nương, chúng ta đi thôi. Phản đối, đơn tiền, phản đối, đơn tiền, đơn tiền. Đừng trốn trong đó không lên tiếng. Ta biết cô ở trong đó, ta phản đối hành vi gian dối của Phương Hoa Cung. Hoàng thượng không ăn gà, đầu tư có ý nghĩa gì? Bọn ta không đầu tư. Phản đối, đơn tiền, đơn tiền, phản đối. Phản đối, đơn tiền, phản đối, phản đối. Phản đối, đơn tiền, đơn tiền. Phản đối, đơn tiền, đơn tiền. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá. Nếu biết trước xảy ra chuyện như vậy, lúc đầu thần không nên tham gia. Nếu như thần không tham gia cũng sẽ không gặp rắc rối như hôm nay. Đầu tư thu được lợi cái gì chứ, nhanh chóng phát tài toàn gạt người không. Bây giờ tình hình thần vẫn chưa phát tài được thì sắp mất mạng rồi. Lúc đầu ta đã nói gì hả? Đừng có làm chuyện này. Nè, đang nghĩ gì? Đang dạy cô thế giới. Hèn chi vẻ mặt nặng nề như vậy. Ai biểu cô đòi hỏi điều dư thừa chứ? Đương nhiên là ta đang nghĩ cách giải quyết vấn đề rồi. Thì trả tiền. Số tiền đó đã được mua dân Sâm Tuyết Liên cho vào bụng gà hết rồi, làm sao mà trả đây? Thầy, ra ngoài hỏi bọn họ. Không có tiền trả, muốn gà cứ lấy. À, lẽ ra trước đó ta phải nghĩ tới chuyện này. Hoàng thượng ăn hoài thì chắc chắn sẽ ngán thôi. Nè Nguyễn Ngôn, không phải bình thường cô rất thông minh hay sao? Tại sao làm chuyện này lại thiếu suy nghĩ như vậy? Phản đối, đơn tiền, đơn tiền. Phản đối, đơn tiền, đơn tiền. Phản đối. Hình như ta đã quên mất Tu Nguyễn xấu xa đó. Ta phải tới đó ăn thua đủ mới được. Không thể ăn thua đủ. Người đứng sau Tô Nhuyễn là Thái Hậu, chúng ta không làm gì được cổ. Cũng lắm thì chúng ta ăn hết số gà đó thôi. Muội nỡ ăn sao? Tỷ thì không nỡ nhìn. Không ổn, không ổn, không ổn rồi. Bọn họ không cần gà, không cần gà, chỉ cần tiền thôi à. Đành phải trả lại. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Ta đi tìm Tô Nhuyễn. Hoàng thượng, tất cả đều tại Phương Hoa Cung mở ra dịch vụ nuôi gà. Gà các phi tần rất nhiều tiền. Sự việc ra nông nổi như vậy, Thái hậu cảm thấy rất lo lắng. Hoàng thượng có phải người cũng cảm thấy đau đầu không? Đích thực cũng hơi đau đầu. Tiểu Nhuyễn hiểu mà. Hoàng thượng không muốn nhìn thấy những con gà đó nữa. À, rồi, Tiểu Nhuyễn sẽ đổi từ khác. Những con vật đó, thật ra có cách xử trí bọn chúng mà. Hay là... phải làm sao? Hay là gì? Đến dịp lễ sẽ chia cho các đại thần. Bây giờ đang thực hiện chính sách liêm khiết. Người nghĩ đi, số gà đó đầu tư số tiền lớn, thể hiện tấm lòng. Có phải Tiểu Nguyễn đã nghĩ ra được cách hay giúp hoàng thượng giải quyết vấn đề không? Ừ, đúng là cách hay đó. Tô Nguyễn, cô xúi dục Ngôn Phi lập trại nuôi gà. Bây giờ bồi thường cô trả đi. Không cần Manh Phi nương nương bận tâm. Tiểu Nguyễn đã nghĩ ra cách giúp hoàng thượng giải quyết vấn đề rồi. Hoàng thượng còn khen tôi là nhà cố vấn đó. Ừ, Minh Minh, không bây có giờ nhà... hoàng thượng đã tôi... có nhà cố vấn mới rồi thì không cần cười cũ như thiếp nữa. Chúc hai người hạnh phúc. Minh Minh, Minh Minh à, Minh Minh, nghe trẫm nói sự gì không như nàng nghĩ đâu. Cuối cùng thì thiếp đã hiểu gì mà Thái hậu, gì mà không thể đuổi cổ đi, chỉ là cái cớ của người thôi. Người muốn giữ cô ta ở bên cạnh người, hôm nay thiếp không nên tới làm phiền người. Minh Minh, nàng hiểu lầm rồi, không phải như nàng nghĩ. Cô ta chỉ nói đừng lặp lại lời cô ta nữa, thiếp không nghe đâu. Chúng ta kết thúc rồi. Lời này không thể nào tùy tiện nói ra. Gì mà không được đó chứ. Được, nói ra rồi thì đừng hối hận. Những lời hôm nay thiếp nói ra, thiếp không hối hận. Có giỏi thì người trị tội thiếp đi, chém đầu của thiếp đi.
vui, ta không có vui, ta không có vui, ta không có vui, ta không có vui, ta không vui. Khúc Uyển Uyển, muội làm gì vậy? Muội muốn gà thì đi tìm hoàng thượng. Ngu phi tỷ tỷ, sao tỷ lại không để cho muội con gà nào hết vậy? Ngay cả phao cầu muội còn chưa được ăn nữa. Tỷ không còn đồng bằng nào hết, là cái gì chứ? Tỷ nạp muội, tỷ dám nạp muội sao? Muội muốn ăn gà có gì là sai chứ?生的。